Đây các bạn hãy coi cái này là hiện tượng là chiều nay mưa lớn nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 2021. Giấc này là khoảng là 10 giờ rưỡi. Biển là ngà kiến á, nó cũng nhạy cảm lắm, nó cứ tha trứng tha đầu đem lên cây cao, là chiều đó mưa lớn á, nguyên đoàn kiến này. Con vật vậy chứ nó hay lắm, nó có cảm giác gì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà những lần mà nó cứ thời tiết sao á là nó cứ đem trứng lên cái cây to cao. Cây này cũng lớn cao như vậy nha, đó rào hạ xuống rồi từ chân đầu từ dưới đất thấp bắt đầu. Máy này thì cũng dở, nuôi đồng kiến cũng không thấy rõ lắm. Đây trùng trùng điệp điệp bắt đầu tha trứng đi, giờ tổ lên, giờ tổ đi đi lên cây. Đó là hiện tượng là sẽ có mưa lớn, cùng mình nhắc phải nhờ nhờ khí tượng gì dự báo thời tiết mới biết được, cảm nhận trong cái mình thì nó chậm hơn cái loài vật làm sao đó. Tự mình bản năng mình nước đến mình lội được, còn nó chắc nước đến nó lội không được, nó chết nhiều quá nên nó phải kiếm cách sống của nó sinh tồn, nó phải biết trước. Mình con người thì cũng dựa theo con vật mà biết được nhiều cái lắm. Đi trùng trùng đây, đây là cái hang gốc của nó. Đây nước cái này là sâu, đồng mình đồng đồng trống mênh mông nha. Nhưng mà hiện tượng là chắc là chiều là có mưa lớn nên những con kiến này nó cảm nhận được điều gì đó. Còn mình muốn biết cái điều đó chắc là mình phải hỏi dự báo thời tiết. Nhìn chúng mà tất bật quá, nó nhỏ mà tranh thủ quá chừng.
trứng biết thì nó đem lên hết luôn. Đi ngang hai chiếc phà lớn mà nó biết nè, đây có hai chiếc phà lớn có thể cả đàn nó còn sống được đó, hai chiếc phà đó. Đây, ta bật vị trí của nó lên nè. Phải lên cao chứ để nó an toàn sao của nó đấy. Lâu rồi thì hôm nay để mới có cảm giác là hạnh phúc khi mưa đến. Ngôi nhà để phía bên kia đường, khi mà mưa đến thì nó sẽ ngập, ngập rất là khó chịu. Dù nếu mà miễn mưa lớn là trong lòng rất là rầu, nhưng hôm nay thì không có gì hết. Hôm nay thấy rất là hạnh phúc khi mưa đến, mưa rất lớn nha.